AFC Asian Qualifier Road to Qatar. Trọn vẹn trên FPT Play. Sau 4 trận đấu thì về mặt kết quả thì rõ ràng là toàn đội vẫn chưa có được những kết quả tốt nhất. Điều đấy cũng là điều mà cũng đã được dự đoán trước và cũng đội cũng đã có sự chuẩn bị cho những cái điều khó khăn như hiện tại. Quan trọng là những cái gì mà toàn đội đã thể hiện trong 4 trận đấu vừa qua, đó là cái tinh thần chiến đấu và những cái gì mà toàn đội đã chuẩn bị thì hãy nghĩ là toàn đội đã làm tốt, bởi vì hiện tại thì có lẽ đây là lần đầu tiên mà toàn đội bước vào một cái giải đấu có mang tính chất có lẽ là hàng đầu của châu lục, hãy nghĩ là như vậy, nên là cái vấn đề kinh nghiệm hay vấn đề sự chuẩn bị chắc chắn là khi mà giai đoạn lượt về diễn ra thì chắc chắn là toàn đội sẽ có nhiều bài học kinh nghiệm hơn và sẽ chơi còn tốt hơn nữa. Đấy là điều mà Hải nghĩ sắp tới. Hải nghĩ là với những gì mà toàn đội đã thể hiện trong 4 trận đấu vừa qua thì toàn đội cũng đã làm rất là tốt, và Hải thấy là cổ viên người hâm mộ cũng đã nhìn nhận điều đó rất là tích cực, và hy vọng là đầu tiên thì Hải xin thay mặt toàn đội cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã luôn luôn ủng hộ và cổ vũ động viên cho tất cả anh em cầu thủ cũng như là ban huấn luyện, toàn đội đội tuyển Việt Nam. Hải hứa với tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam là ở những trận đấu tiếp theo thì toàn đội sẽ vẫn luôn luôn duy trì tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo và có được những kết quả tốt hơn so với 4 trận đấu vừa qua. Thông tin về cổ động viên có thể được vào sân thì cũng chưa thực sự rõ ràng, nhưng Hải mong rằng là nếu được chính phủ cũng như là bộ y tế cho phép thì khán giả sẽ được vào sân, bởi vì Hải nghĩ là cổ động viên đã chờ đợi rất là lâu rồi để có thể được chứng kiến đội tuyển Việt Nam thi đấu, và nhất là thi đấu với những đối thủ hàng đầu của châu lục như hiện tại thì họ còn chắc chắn là họ còn háo hức hơn nữa. Và nói gì thì nói thì đội tuyển Việt Nam cũng là đội được đánh giá thấp nhất trong tất cả các đội bóng, thì cái lợi thế sân nhà và lợi thế khán giả là một lợi thế vô cùng lớn để cho đội tuyển tự tin bước vào hai trận đấu sắp tới. Nên là Hải hy vọng rằng là khi mà chính phủ cho phép, bộ y tế và cũng như là những cái biện pháp phòng chống dịch thì có thể giúp cho cái điều đó có thể diễn ra, thì đó chắc chắn là sẽ là nguồn động lực tinh thần rất là lớn cho anh em cầu thủ. Mục tiêu rõ ràng vẫn là thi đấu thật là tốt và thể hiện tinh thần Việt Nam, và chắc chắn là mục tiêu trong hai trận đấu sắp tới, nhất là những trận đấu sân nhà, thì mình phải đặt mục tiêu là có điểm. Đó là mục tiêu sắp tới của toàn đội. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.